Giờ chú nói có trời Phật chứng minh chắc chú đầu hàng không biết cách nào. Cái lần đây gần nhất là chú đi tìm vợ ở đâu? Coi như chú đi cùng ha. Ví dụ giờ cũng như vừa đi làm mướn chứ vừa nghe ngóng theo dõi coi sao. Cũng như vừa đi mần vừa đi tìm. Cái nó ngất xỉu chú về chỗ cưa củi. Anh em đưa chú về. Chú cảm ơn con này đi, cháu này. Với các mạnh đồng quân có nhiều sức khỏe giúp đỡ cho chú. Chứ nhiều chắc chú đầu hàng. Nhà không có gì để bán con ơi. Chỉ đi mần mướn kiếm tiền sống. Chứ không có gì để bán. Ở Gu Food xin chào đến cô chú anh chị. Hiện tại là Gu Food đang có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Thì hôm nay là một cái trường hợp cũng khá là đặc biệt. Gu Food xin gửi đến cô chú anh chị. Thì đây là cái trường hợp của chú Chánh, năm nay là gần 60 tuổi và con gái của chú là 15 tuổi. Hai cha con của chú Chánh thì Gu Food có gặp cách đây trên một năm. Lúc đó là hai cha con có nhờ Gu Food chia sẻ về cái việc mà tìm vợ của chú mất tích một cách rất là bí ẩn ở trên núi. Và trong suốt cái khoảng thời gian mà vợ của chú Chánh mà mất tích á, thì hai cha con đi khắp nơi để mà tìm kiếm, đi tất cả các tỉnh thành và cũng như là rất là nhiều người biết về chú Chánh và con gái của chú. Đó, nhưng mà cũng không có được cái thông tin gì từ vợ của chú. Và hôm nay đó thì xin chia sẻ cho mọi người về cái tình hình sức khỏe của chú Chánh. Là chú là có cái bệnh nền về cái bệnh tim. Nên là cái sức khỏe của chú không có. Rồi cộng thêm nữa hai cha con đi suốt những cái quãng đường rất là dài để mà đi tìm vợ đó. Thì bây giờ là tình hình sức khỏe của chú rất là yếu, ảnh hưởng tới cái tim. Bác sĩ chuẩn đoán là chú bị suy tim nặng. Bây giờ chỉ có một mình con gái của chú đang chăm sóc cho chú thôi. Thì mình có gọi điện cho con gái của chú Chánh. Thì cái cháu này nói là bây giờ hai cha con không có tiền đóng tiền viện phí nè. Rồi phải xin cơm, rồi xin những cái đồng bạc lẻ từ bà con mà đi vô trong bệnh viện á, để mà trang trải cái cuộc sống của hai cha con. Đó là mình nghe được cái thông tin trên thì mình chạy lên trên đây để mà có thể là gặp mặt hai cha con cũng như là có thể là giúp gì được cho chú Chánh ở trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Mọi người đợi vài giây sau thì mình sẽ gặp con gái của chú trước để mà xem cái cuộc sống của hai cha con. Gu Food đang ngồi kế con của chú Chánh. Thì cũng lâu lắm rồi, hình như là chắc khoảng một năm rưỡi rồi đúng không con? Năm rưỡi, hai năm gì đó là chú không có gặp lại con với lại là ba của con. Chú cũng quên tên của con rồi, con có thể là nói lại cái tên của con cho chú với lại mọi người nghe được không? Dạ, con tên Dung. Con tên Dung, hình như là năm nay con 15 tuổi đúng không? Dạ. Cháu này đó là cái đợt mà cùng với lại ba đi xuống Thủ Đức để mà Gu Food ghi hình đó. Lại lâu quá mình không có nhớ tên. Hiện tại là bây giờ tình hình sức khỏe của ba con như thế nào, con nói cho chú xin nghe. Dạ, tình hình sức khỏe của ba con đang rất là yếu. Chiều nay là người ta cho đi vô phòng chăm sóc đặc biệt á. Nhập viện khi nào vậy con? Dạ, nhập viện sáng hôm qua. Sáng hôm qua thì bác sĩ chẩn đoán là ba con bị suy tim. Dạ, suy tim, bị bệnh tim. Từ trước tới giờ là ba con có hay mà đi cấp cứu như vậy không? Hay là đây là lần đầu tiên? Dạ, mấy lần trước thì có đi khám đó, rồi lấy thuốc về uống. Ủa là bệnh suy tim, bệnh tim của ba con là bị từ nhỏ luôn hả? Hay là mới đây thôi? Bị 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy rồi hả? Cái giai đoạn mà mẹ con tự nhiên mất tích đó, là giai đoạn đó là mấy năm rồi vậy? Chú xin quên rồi. Dạ, cũng 3 năm mấy rồi. Là từ giai đoạn mà chú Chánh chú đi tìm vợ tới giờ đó thì cái sức khỏe của chú càng ngày càng yếu, với lại là có thể là từ cái việc mà tìm vợ và những cái mà những
cái mà bị tâm lý á mọi người, dẫn đến cái việc mà suy tim và suy tim. Chú rất là gầy, người thì nói chung là rất là ốm yếu, đi làm nông nữa. À, chú có nghe ba con nói rồi, con có nhắn tin cho chú đúng không? Con có nhắn tin cho chú nói là bây giờ cái vấn đề mà tiền viện phí nè, rồi ăn uống ở trong bệnh viện đồ các thứ là bây giờ là không còn khả năng nữa. Ừ. Thì cái tiền viện phí là hôm qua là vô đóng bao nhiêu? Dạ con không biết nữa, là hôm qua người ta lấy số thẻ bảo hiểm thôi. À, chưa có nhắc tới gì tiền bạc hết. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ ba con là nằm ở phòng cấp cứu hay là nằm ở Dạ nằm ở ngoài hành lang, chiều nay người ta mới đưa vô phòng chăm sóc đặc biệt. À, chưa nhập viện ha, chưa chính thức ha. Dạ. À, chính thức là sẽ đóng tiền viện phí. Ê, con nói là những cái khó khăn như thế nào nói cho chú xin nghe thôi Dung. Ăn dạ. uống rồi đó của dạ. hai cha con rồi. Nếu mà mình muốn ăn cơm á thì mình xuống từ thiện mình lấy á. Có cơm từ thiện. Dạ. Rồi ai thấy hoàn cảnh thì người ta cho tiền lẻ gì đó. Dạ không, con đi mua đồ cho người ta là dư tiền người ta sẽ cho. Dư tiền người ta sẽ cho ha. Hôm bữa là nhìn thấy tóc dài rồi mảnh khảnh, bữa nay cắt tóc ngắn là giống tomboy cắt cho nó mát hả? Dạ. Chú Sinh có thể là nhờ con dẫn chú Sinh lên trên phòng để mà thăm ba con được không? Dạ được. Cũng lâu quá rồi chú Sinh không có gặp. Dạ. Trước khi rồi chưa lên trên đó chú Sinh hỏi thêm về việc mà mẹ con đó nha. Dạ. Là từ cái giai đoạn mà mẹ con mất tích với lại giai đoạn mà gặp chú Sinh là tới giờ là cứ hai cha con cứ đi gông gũi ở khắp nơi đi tìm mẹ. Dạ. Là cũng không có thông tin gì hết. Dạ không có. Ừ. Hình như là ở gần hình như là ở tuần trước hay gì đó, hay là hai tuần trước đó, là ở trên báo Thanh Niên có đăng mẹ con đúng không? Dạ có. Có đăng. Dạ. Có đăng đi tìm, cũng là hai cha con đi tìm ở trên báo Thanh Niên. À, cách đây khoảng hình như là không tới 2 tuần đó mọi người. Đó, đang cái vụ việc mà hai cha con cũng đi tìm mẹ, tìm vợ. Còn cái việc đó thì mình gác sau đi, có gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ở một cái video khác. Chủ yếu là hôm nay là thăm tình hình sức khỏe của chú Chánh, với lại là xem cái vấn đề tiền nong của chú như thế nào. Ở đây mọi người, đó thì gặp được chú Chánh này nè. Thì hiện tại là giấy tờ của chú là chưa xong nên là chưa vô trong phòng. Đúng chú? Trọng bếp khách rồi. À trọng là anh nằm ngoài đây cũng được, thoáng mát. Đi tìm vợ riết đèn thui ấm nhách nè. Con tưởng là chú bị suy tim là lâu rồi chứ ai nhà là mới đây thôi. 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? Chú còn ba ở nhà kìa. Chú đi uống thuốc riết ở nhà chứ chú đi bệnh viện không có điều kiện. Thành ra chú lấy cái to đó chứ mua thuốc chú uống riết, rồi chú vừa đi làm mua thuốc uống. Ngàn kia kìa nó xỉu chú vừa lô. Mà giờ chú nói chuyện với con được không á? Chú nói ý là cảm thấy mệt thì thì đừng có nói nữa. Đi lên hai cha con đi vô bệnh viện bao nhiêu tiền trong túi giờ còn nè? Trời đất ơi, chú đi mượn người ta được có 1.200.000. 1.200.000. Xuống đây đi xét nghiệm máu hết 500 mấy, giờ còn mấy 100.000 đấy. Chú ăn trưa chưa? Đi xin cơm từ thiện xuống mà chú đâu có ăn nổi. Đây là hai cha con có cái quần áo của nó trong. Có cái này không hả? Điện thoại nhà trường cho để học. Học có like không đó. Ủa có cái này không hả Dung? Rồi giặt nhũ ở đâu? Trong phòng luôn hả? Có toilet không hả?
Ủa từ trước tới giờ là đây là lần đầu tiên là chú nhập viện á hả? Cái đợt cái bệnh này thì chú mới nhập đây, còn hôm đó chú nằm bên Vạn Phúc bên. Ở nhà chú lấy cái to đó về rồi không có điều kiện đi nằm nữa rồi chú lên. Ủa chú Chánh là chú là ở đây á, là để cái chuẩn đoán là chú bị suy tim nè, rồi nhồi máu nè, tăng huyết áp nè, có cả là tiêu chảy nữa, có cả là tiêu chảy nữa. Còn cái gãy xương này nó không có ghi, chú có báo mà nó không có ghi, gãy xương 3 lần. Ở là chú ở Phú Giáo, có để giữ hộ nghèo ở đây. Từ bữa giờ là tình hình sức khỏe chú là như vậy luôn, yếu vậy đó. Chú đi làm cái nó ngất xỉu, chú và lô anh em đưa về. Bây giờ chú ra chú mua thuốc uống không hết, cái người ta đưa chú bệnh viện Phú Giáo. Bệnh viện Phú Giáo nó giờ cái bệnh này chuyển xuống tỉnh cho nó không giải quyết được. Rồi bác sĩ nói sao rồi chú? Qua nay bác sĩ nói sao rồi? Qua thì ta siêu âm chụp hình lấy máu rồi, ta chưa có trả lời kết luận. Chưa có kết luận. Nhưng mà bây giờ trong người của chú thấy đỡ chú hơn đứng không? Đứng vậy là té con. Chóng mặt hả? Thiếu máu mà. Có truyền máu chưa? Chưa truyền máu hả? Chưa. Nghe mấy người năm trước nay họ nói phải 30 triệu nó mới làm, là có bảo hiểm. Làm là làm cái gì? Nó truyền thuốc gì đó không biết. Còn nếu không có bảo hiểm 70. Mà chú không hỏi là làm cái gì hay là như thế nào hết hả? Cái này truyền thuốc gì chứ không biết. Gì mà 30 triệu là gì? Có bảo hiểm, không có bảo hiểm 70. Thôi thì sẵn tiện để cho mọi người coi cái giấy luôn ha. Mình tính lấy giấy tờ vô. Thôi được rồi, có cái giấy này nè, họ để chuẩn đoán. Có cái giấy chuẩn đoán ha. À, suy tim nè. Thiếu máu cục bộ mạng nè. Nhịp tim chậm xoan. Chữ chữ TD này là cái gì mình không biết ha. TD này là nhồi máu gì. Thì đây là cái chuẩn đoán ở trong bệnh viện. Nhưng mà chú Chánh thì chú nói là vô thuốc gì hay làm cái gì đó là 30 triệu. Mà bây giờ là chú thấy rõ mặt con không? Có nghĩa là nhìn con chú có bị choáng không? Chú nhìn con có thấy rõ không? Chú nhìn không được rõ. Không được rõ hả? Rồi thời gian mà con đi lấy cơm rồi xin cơm rồi là giờ này là cũng xong xuôi hết rồi hả? Còn thời gian là ở đây coi ba. Dạ. Một ngày là y tá đi xuống dưới đây là mấy lần? Dạ cũng 3-4 lần. Là thăm ba hả? 3-4 lần hả? Dạ, là khám sức khỏe, đo nhịp tim á. Từ bữa giờ hôm qua tới giờ có truyền nước, truyền đạm gì không? Dạ không. Không có hả? Chỉ là đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu hả? Với lại cho mấy viên thuốc uống. Khi nào là có kết quả hết vậy Dung? Dạ, hôm qua đi xét nghiệm là người ta cho hẹn là 5 giờ 45 lấy, nhưng mà giờ 5 giờ mấy giờ lấy rồi. Mấy cái giấy tờ mà trong để mà chứng nhận là hộ nghèo của gia đình mình đó, là cái đó là làm lâu chưa? Rồi có được hỗ trợ gì không? Dạ, là hôm qua có làm giấy tờ, ngày hôm kia có đi làm giấy tờ á, mà ở ngoài xã, ở ngoài ấp ký rồi, xong rồi có đem ra xã. Mà cô đó, cô bận á, cô kêu là chiều 30 mới vô được. Nhưng mà ba con đi vô bệnh viện trước ngày 30, sáng 30 đi.
Rồi ba con có nói là đi vay mượn ở đâu được không? Tiền á? Dạ con cũng biết. Không biết vậy hả? Cái thời gian gần nhất đây là hai cha con đi ở đâu để mà tìm mẹ? Dạ mấy thời gian này ba con bị bệnh á, cho nên ở nhà thôi chứ không có đi tìm. Hồi nãy ba con có đề cập tới việc mà con đi học á, là năm nay con phải vô học hả? Dạ nhưng mà mấy ngày nay ở trên lớp chơi không ạ, chứ không có học, tuần sau mới học. À, bắt đầu chính thức đó ha, tuần dạ, sau nghỉ lễ xong là vô học. Cái đợt mà chú Chánh mà dẫn Dung đi tìm á, đi tìm vợ, đi tìm mẹ đó là phải cho con nghỉ một năm. Dạ. Nghỉ một năm đó, để mà đi tìm, tại Dung nó phải đi để mà lo cho ba nữa. Khi mà một mình chú Chánh đi, nhiều khi chú Chánh suy nghĩ quẩn đó mọi người. Đó, bị chú bây giờ tâm lý việc mà tìm vợ rất là nặng nề. Bây giờ là con cũng không biết nói làm sao. Chủ yếu là bây giờ động viên tinh thần cho chú. Với lại là con thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh, con gửi cho chú ít tiền để cho chú có tiền chú đóng viện phí. Đó, thì tại vì con với chú là cũng biết nhau là cũng gần 2 năm nay và con cũng biết cái hoàn cảnh của gia đình mình. Dạ. Trước khi mà gửi tiền đó thì con xin phép con nói đây là những cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho con trước và họ dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì thay mặt họ để mà gửi đến, thì con xin phép là con gửi cho chú là 4 triệu đồng để mà ngày mai chú đóng tiền viện phí. GoFood xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Thứ nhất là của chị Thủy ở Nhà Bè là 1 triệu. Thứ hai là của chị Loan Trương ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là của cô Liên Quỳnh ở quận 5 là 1 triệu. Và cuối cùng là của chị Oanh Thảo, chị Bùi Thị Loan, chị Bùi Thị Kiều Trinh. Thì ba chị này là ở Mỹ, gửi cho chú Chánh là 1 triệu. Thì tổng cộng là 4 triệu đồng. Thì con gửi cho chú nha. Chưa. Đi qua đây Dung, con ngồi đây. Đây, nhận giùm chú. 1 2 3 4 ha. Thì con lại gần máy đây, con cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm chú đây nha. Con nói đi. Cảm ơn cô chú và anh chị đã giúp đỡ con. Rồi qua đó ngồi đi để chú nói chuyện với ba cái. Còn những cái khoản tiền mà để mà mai mốt để mà tính tiếp đó, thì chú tính như thế nào? Giờ chú nói có trời Phật chứng minh chắc chú đầu hàng, không biết cách nào. Ủa chú, 3 năm nay chú bị bệnh suy tim á, là chú có uống thuốc không? Coi như chú uống thuốc liên tục. Rồi lớp chứ đi bệnh viện lấy, lớp hồi nào nó cái làm mướn không có quẩn thì chú lấy cái to đó chú ra tiệm chú mua. Bữa chú đi mần á, nó bị chú uống thấy đỡ thì không? Càng ngày nó càng nặng quá chú mới đi. Là chú đi tìm vợ, sau đó là ý là đi làm thuê có tiền xong rồi có tiền để làm chi phí đi tìm vợ xong hết tiền về đi làm thuê, làm cứ xây dựng như vậy hoài đó. Cứ nghe. Cái lần đây gần nhất là chú đi tìm vợ ở đâu? Coi như chú đi cùng ha. Ví dụ giờ cũng như vừa đi làm mướn, chú vừa nghe ngóng theo dõi con sao. Cũng như vừa đi mần vừa đi tìm. Cái nó ngất xỉu chú về chỗ cưa củi, anh em đưa chú về. Ý con nói là cái lần gần đây nhất á, là chú đi tỉnh nào? Chú đi, nói chung chú nghe ngóng, mà nếu có dấu hiệu gì chú đi tới đó. Rồi báo Thanh Liên cũng giúp chú đăng lên. Rồi gì quên, đội cứu nạn Cần Thơ cũng đăng lên. Cần chút nữa đài Hậu Giang phát này. Là từ cái giai đoạn vợ chú mất tích tới giờ là không có thông tin gì hết? Trước chú cũng nhờ con rồi. Không có thông tin gì hết. Coi như họ nó bậy nó bạ không, chứ không có gì cụ thể hết trơn. Không có gì hết, lạ quá. Thôi chú nghỉ ngơi nha. Chú cảm ơn con là riêng, cháu này với các Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe giúp đỡ cho chú. Chứ nhờ chắc chú đầu hàng. Nhà không có gì để bán con, chỉ đi mần mướn kiếm tiền sống, chứ không có gì để bán.
Thôi chú nghỉ ngơi nha, rồi con để con nói chuyện với Dung cái rồi con về. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Rồi có gì con gặp chú sau nha. Rồi. Trước khi kết thúc cái video ở đây đó, thì cô Phú xin phép được chia sẻ về cái hình ảnh của vợ chú Chánh. Thì cô là năm nay 44 tuổi, tên là Gái Nhỏ, đúng không con? Gái Nhỏ, đây là chỉ có một cái tấm hình duy nhất của cô thôi. Và cách đây gần 3 năm đó, thì cô mất tích đó, mất tích ở ở nhà, mặc dù mặc dù là gia đình có đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không có gặp. Trước đó là cô Gái Nhỏ là cũng có đi ít lần nhưng mà có về, mà lần này thì đi luôn, không biết là có bị tai nạn gì không hay là như thế nào. Thì sẵn đây trong video đó thì để cho mọi người xem cái hình của cô Gái Nhỏ đó, thì có thể là ví dụ như biết ở đâu á hãy liên hệ GoFood, GoFood sẽ chuyển lời lại với lại là gia đình. Đây chỉ có một cái tấm hình duy nhất thôi. Dạ. Còn riêng về tình hình sức khỏe của chú Chánh á, thì cô Phú sẽ tiếp tục cập nhật đến cho cô chú anh chị. Thôi bây giờ con cũng cố gắng thì con lo cho ba. Bây giờ ba bệnh trong người rồi, nhiều khi là đi tìm mẹ con rồi kiểu mà là bị stress người á, nên là nhiều khi tính tình có lúc này lúc kia. Hiểu ý chú cái gì đúng không? Cũng biết cách chăm sóc cho ba đồ các thứ rồi hết rồi phải không? Thôi chú xin về nha. Dạ, chào chú. GoFood xin phép được kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn đến cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau. Con về luôn nghe chú Chánh. Con về nha.